Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả vẫn giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức cho ngày hôm nay. Cùng với lại chúng tôi tiếp theo đây là phần tin thế giới. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh, Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Mở đầu là bản tin cho biết Anh Quốc đồng thuận cung cấp vũ khí diệt tàu chiến cho Ukraine. Viên chức quốc phòng của nước Anh cho hay hàng trăm chiếc hỏa tiễn diệt hạ mang tên Brimstone sẽ được chuyển giao cho Ukraine trong một thời gian ngắn sắp tới. Thứ trưởng phụ trách các lực lượng vũ trang của nước Anh, ông James Hippy, nói trước quốc hội trong ngày hôm nay 28 tháng 4, ông cho biết rằng quá trình chuẩn bị lô hỏa tiễn Brimstone này diễn ra đủ nhanh để có thể chuyển giao cho Ukraine trong một vài tuần tới. Theo lời của ông Hippy, Kế hoạch viện trợ hàng trăm hỏa tiễn diệt hạm Brimstone được xúc tiến nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp vũ khí tầm xa do Ukraine đưa ra. Thủ tướng Boris Johnson của nước Anh trong tuần trước cũng cho biết là nước Anh đang xem xét những phương án cung cấp hỏa tiễn Brimstone cho Ukraine, trong đó có lắp đặt chúng trên xe cơ giới. Hỏa tiễn Princeton là một họ hỏa tiễn đã được Anh phát triển, có thể phóng từ nhiều nền tảng như là máy bay và tàu chiến. Hỏa tiễn ban đầu được tối ưu cho nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu trên mặt đất, thí dụ như là xe tăng, nhưng cũng có thể được sử dụng để tấn công mục tiêu như là xuồng vũ trang và tàu chiến cỡ nhỏ. Bộ trưởng Quốc phòng của Anh ông Ben Wallace cho biết rằng London sẽ cung cấp cho Kiev và các xe thiết giáp có khả năng phóng hỏa tiễn chống lại máy bay Nga. Ngoại trưởng của Anh, bà Liz Truss sau đó đã kêu gọi các đồng minh đẩy mạnh việc chế tạo thiết bị quân sự cũng như là chuyển thêm nhiều vũ khí và khí tài hạng nặng hơn nữa nhằm hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột bất chấp nguy cơ leo thang căng thẳng. Với liên quan đến Liên Âu, bốn quốc gia thành viên của Liên Âu chấp thuận thanh toán khí đốt mua của Nga bằng đồng rúp. Theo thông tin trên tờ Financial Times trong ngày 28 tháng 4 cho biết rằng, một số công ty năng lượng lớn nhất của châu Âu đang chuẩn bị sử dụng hệ thống thanh toán mới mà Điện Cẩm Linh vừa đưa ra đối với hợp đồng khí đốt đặt mua của Nga. Đây là một động thái khiến cho nhiều người chỉ trích nói rằng sẽ phá vỡ lệnh trừng phạt của châu Âu, đe dọa sự đoàn kết của nội khối, các công ty tập đoàn phân phối khí đốt của Đức, Áo, Hungary và Slovakia có kế hoạch mở một tài khoản bằng đồng rút tại ngân hàng Gazprom Bank của Nga đặt tại Thụy Sĩ để đáp ứng yêu cầu của Nga về thanh toán khí đốt bằng đồng nội tệ trong số này có hai nhà nhập cảng khí đốt lớn nhất của Nga đó là Unper có trụ sở ở Düsseldorf của Đức và OMV có trụ sở tại Vienna, nước Áo. Một nguồn thạo tin ẩn danh cho biết là các cuộc đàm phán giữa khách hàng châu Âu với Gazprom diễn ra dồn dập hơn khi thời hạn chót để hoàn tất nghĩa vụ thanh toán đang đến gần. Riêng hãng Eni, một khách hàng lớn khác của Nga cũng đang tính toán lựa chọn một giải pháp phù hợp. Phải đến cuối tháng 5, thì mới tới eni phải hoàn tất chi trả khoản tiền cho hợp đồng ký kết với phía nga những bước chuyển dịch này cho thấy tác động của nga trong việc sử dụng khí đốt để gây sức ép với các quốc gia về nguồn cung khiến cho liên âu suy giảm khả năng tạo lập một mặt trận thống nhất để chống lại nga Tổng thống Putin trong tháng 3 vừa qua đã ký một sắc lệnh yêu cầu khách hàng từ những quốc gia không thân thiện phải mở cả tài khoản ngoại tệ và tài khoản bằng đồng rúp tại ngân hàng Gazprom Bank. Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Hungary từ cuối ngày 26 tháng 4. Tin từ New Delhi, bản tin cho biết là một núi rác tại Ấn Độ cháy trong suốt 2 ngày. Giới chức địa phương cho biết là một ngọn lửa đã bùng lên ở bãi rác Balswa, phía bắc của Delhi vào khoảng 6 giờ chiều ngày 26 tháng 4 và vẫn còn bốc cháy cho đến ngày hôm nay. Sau khi đám cháy lan rộng, sở cứu hỏa đã đưa thêm nhân viên và máy xúc đến để hỗ trợ chữa cháy. Bãi rác Balswa trải dài trên một khu đất rộng hơn 14.5 ha và trở thành một nơi tập trung rác kể từ năm 1994. Nơi đây được cho là tích lũy một lượng rác nặng 800.000 tấn. 80 người trong ngày hôm qua có mặt tại hiện trường trong một nỗ lực dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, Thời tiết mùa hè nóng nực là một thách thức lớn đối với họ. Khoảng từ 20 đến 25 lính cứu hỏa trong ngày hôm nay tiếp tục làm việc, vẫn chưa có ghi nhận thương vong về người trong vụ hỏa hoạn này. Lãnh đạo của Sở Cứu Hỏa Delhi, ông Abdul Ghat, trong ngày 28 tháng 4 cho biết rằng các nhân viên cứu hộ vẫn đang làm việc tích cực suốt ngày đêm với máy xúc và vòi rồng. Chúng tôi sẽ cử thêm nhân viên để hỗ cho nỗ lực dập tắt đám cháy trong ngày hôm nay, các viên chức cứu hỏa nghi ngờ ngọn lửa bùng phát là vì khí metan tích tụ và kết hợp với ánh sáng của mặt trời gây ra hỏa hoạn. Một cuộc điều tra sẽ được tiến hành bởi các cơ quan cứu hỏa, cơ quan cảnh sát và chính quyền của Delhi để xác định về nguyên nhân. Ấn Độ hiện nay đang trải qua một đợt nắng nóng gây gắt hồi đầu hè, tại thủ đô New Delhi, nhiệt độ đã lên tới 40 độ C trong vài ngày qua và đợt nóng được dự báo sẽ kéo dài cho đến hết tuần. Ấn Độ trước đó báo cáo có 3 vụ cháy lớn tại bãi rác Ghazipur phía đông của Delhi, trong đó có vụ cháy hôm 28 tháng 3 mất hơn 50 giờ đồng hồ để dập tắt. Một viên chức sở cứu hỏa của Delhi cho biết, giải quyết vấn đề chất thải là một giải pháp duy nhất để ngăn chặn các vụ cháy lớn ở những bãi rác khổng lồ. Tiếp nối là bản tin đến từ một quốc gia láng giềng của Ấn Độ, đó là Sri Lanka. Bản tin cho hay đình công với quy mô lớn làm tê liệt toàn bộ hệ thống điều hành. Một cuộc đình công lớn đang làm tê liệt đất nước Sri Lanka trong ngày 28 tỷ tháng 4 trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa và các thành viên gia đình của ông phải từ chức sau khi quốc gia này rơi vào một cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi giành được độc lập. Quốc đảo Sri Lanka với 22 triệu dân này trong nhiều tháng nay đã trở trong một tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu và thuốc men khiến cho các biểu tình lan rộng. Tuy nhiên, cuộc đình công trong ngày 28 tháng 4 là lần đầu tiên trên quy mô cả nước. Giao thông công cộng ngừng hoạt động, các cửa hàng, cửa hiệu đều đóng cửa, trường học ngừng dạy dỗ trên khắp cả nước. Tại khu vực thương mại chính đó là PETA ở thủ đô Colombo, các cửa hàng bán lẻ vẫn đóng cửa và người lao động tham gia biểu tình, kêu gọi Tổng thống phải từ chức. Hơn 100 nghiệp đoàn thương mại một vài trong số này liên kết với đảng slpp cầm quyền của ông raspa paska đã tham gia cuộc đình công và đòi tổng thống, thủ tướng và các viên chức cao cấp khác phải từ chức. Trên khắp đất nước thì các khu chợ bán rau đã đóng cửa, trong khi các khu vực trồng chè, đây là nguồn xuất cảng chính cũng đã ngừng hoạt động. Dự kiến tổng thống Raspapaska sẽ gặp gỡ cùng với các lãnh đạo đảng phái chính trị trong ngày mai 29 tháng 4 để thảo luận về cuộc khủng hoảng này. Cuộc khủng hoảng kinh tế đã trở nên trầm trọng hơn sau khi đại dịch Covid-19 đã làm giảm thu nhập từ du lịch cũng như là nguồn kiều hối, chính phủ Sri Lanka đã tuyên bố ngừng trả nợ nước ngoài trị giá lên tới 51 tỷ mỹ kim và đang thảo luận với quỹ tiền tệ quốc tế IMF về một khoản vay khẩn cấp nhằm giải quyết tình hình do không thể thanh toán tiền nhập cảng nhiên liệu nên các công ty đã phải chịu cảnh cắt điện kéo dài hàng ngày để tiết kiệm điện. Trong khi đó thì người dân xếp hàng dài để mua dầu diesel xăng dầu hóa, các bệnh viện cũng thiếu các nguồn thuốc cơ bản. Trở lại với một quốc gia châu Âu đó là nước Pháp, bản tin tiếp nối cho biết là tổng thống Emmanuel Macron bị ném cà chua. Thông tấn xã AFP đưa tin cho biết là tổng thống Pháp suýt chút nữa thì bị người phản đối quá khích ném cà chua trúng người khi ông lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ khi ông tái đắc cử tổng thống pháp emmanuel macron đã chọn điểm đến thăm đầu tiên sau khi tái đắc cử đó là thị trấn curry point toys ở ngoại ô thủ đô paris nơi sinh sống chủ yếu của tầng lớp lao động Ông Macron cùng với phái đoàn Tháp Tùng đã tới thăm khu chợ thực phẩm ở thị trấn Cracky Point Toy, bắt tay và tạo dáng chụp hình cùng với người dân. Hầu hết mọi người vây quanh Tổng thống Pháp đều thân thiện. Một số người còn hét lớn chúc mừng ông và mong ông giúp đỡ tìm kiếm việc làm, giải quyết các vấn đề sức khỏe và kinh tế. Tuy nhiên, trong lúc Tổng thống Pháp đang trò chuyện với người dân, thì những quả cà chua bị ném thẳng về phía ông gần chúng người Tổng thống đội bảo vệ của Tổng thống Pháp lập tức xông vào dùng tay che chắn cho ông Macron trước khi mở dù đen che kín người. Tổng thống Pháp tỏ ra không bận tâm nhưng ông di chuyển nhanh ra khỏi đám đông. Ông nói không, không nên gây gỗ. Các viên chức của Điện Elysée sau đó khẳng định chuyến thăm tới khu vực Kaki Pointoy của Tổng thống Pháp đã tạo ra một bầu không khí tốt đẹp cùng với cảm xúc nhiệt thành từ những người dân cố gắng đến gần Tổng thống nhất có thể. Dù chỉ là một tai nạn nhỏ, nhưng sự việc nói trên vẫn là một lời cảnh báo về vấn đề bảo đảm an ninh cho Tổng thống Pháp Macron, người thích hòa mình vào đám đông. Xin nhắc lại, hồi tháng 6 năm 2021, Tổng thống Macron đã bị tát vào mặt khi đang chào hỏi người dân ở ngoại ô thành phố Valence, miền đông nam của nước Pháp.